Đầu gối núi đợi, chân dọi tuần vương, phát tích đế vương, lưu truyền vạn đại. Trên đỉnh núi đợi thiêng liêng có một ngôi chùa cổ gần nghìn năm tuổi, đã kinh qua bao cuộc bể dâu nhưng vẫn vững vàng và uy nghi ngự trên đỉnh núi. Ấy là chùa Long Đợi Sơn. Chùa Long Đợi Sơn hay còn gọi là chùa Đợi, có tên chữ là Diên Linh Tự, nằm trên đỉnh núi Đợi thuộc xã Đợi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Theo sử sách, chùa Long Đợi Sơn nằm trên thế đất Cửu Long, bởi lẽ toàn cảnh núi Đợi trông xa giống như một con rồng đất lớn nằm giữa một dải đất rộng bằng phẳng của vùng Chiêm Trũng. Đầu núi Đợi hơi nhô cao về hướng Thăng Long. Đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy 9 con đường và sông chạy về, giống như 9 con rồng. Mắt rồng là 9 cái giếng, hiện nằm xung quanh dãy núi Đợi trong các khu dân cư dưới chân núi. Có lẽ vì thế mà trong tên của chùa có một chữ Long. Để lên được ngôi chùa cổ ngự trên đỉnh núi, du khách và Phật tử bốn phương phải trải qua hơn 300 bậc đá dẫn từ dưới chân núi uốn quanh dưới những bóng cây xanh mát. Đặt chân lên những bậc đá mát lạnh, ta như thấy lòng mình được bình an để bước vào thế giới của Phật Pháp. Qua hơn 300 bậc đá, chùa Long Đợi Sơn hiện ra cổ kính giữa những tán cây cổ thụ rêu phong. Từ khuôn viên của ngôi chùa nghìn năm tuổi, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn cả một vùng cánh đồng rộng lớn. Những thửa ruộng dưới chân núi Đợi gắn liền với sự kiện lịch sử vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan lần đầu tiên cày ruộng ở Đợi Sơn vào mùa xuân năm 987 để khuyến khích mở mang nông trang. Ngay cổng chính, trước tòa Tam Bảo là nhà bia, để tấm bia Sùng Thiện Diên Linh nổi tiếng có từ thời Lý, cao hơn 2,5m, rộng hơn 1,65m, dày 0,3m. Sử cũ ghi lại, bia Sùng Thiện Diên Linh được dựng vào ngày 6 tháng 7 năm Tân Sửu, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ hai, do đích thân vua Lý Nhân Tông chỉ đạo tác và ngự đề. Mặt trước của bia khắc tổng cộng 4.257 chữ Hán. Nội dung văn bia phản ánh các đức tính cao đẹp của vua Lý Nhân Tông, phản ánh tinh thần sùng Phật của Đại Việt thời Lý, phản ánh một nghi lễ và lễ hội đặc sắc của thời Lý. Đây cũng là văn bản gốc duy nhất còn lại của thời Lý. Trong cái bia này ý nói là trong cái kinh Bát Nhã của Phật. Cái thứ hai nữa là nói về chùa Một Cột của trên Hà Nội. Thế và thứ ba là tả cái tháp Sùng Thiện Diên Linh này là bốn hướng và đông tây nam bắc. Đấy, một mặt phía nam thì hướng về sông, đằng sau nó hướng về mà hướng về thủ đô Hà Nội. Hướng tây hướng đông là nó quay hướng về là vừa cửa Phật vừa là hướng đông. Thế thì là bốn hướng đấy thì là đều có cái ý nghĩa là phong thủy. Thế và trong cái tháp cái bia đấy nói về 72 mẫu ruộng còn ở Cẩm Giàng Hải Dương để cúng cái chùa này để là đèn hương trông non. Về mặt kiến trúc, trên chán bia Sùng Thiện Diên Linh chạm hình rồng mang đậm dấu ấn của nhà Lý, bố cục đối xứng chầu lá đề uốn lượn theo hình dáng hình lá đề lượn tròn trong hình thoi. Ở dưới chân bia chạm hình sóng nước, đế bia chạm hai đôi rồng cuộn xoắn vào nhau. Bệ bia kiểu này thì chỉ có ở tháp Trương Sơn thời Lý, nhưng bia Trương Sơn đã bị mất, còn đế bia thì không rõ còn hay không. Do vậy, hình thức đế bia như thế này chỉ thấy duy nhất ở bia Sùng Thiện Diên Linh. Tại sao lại các bia khác lại là rùa đội bia? Nhưng mà đây lại là rồng đội bia, vì cái hiện trạng của cái núi này nó là con rồng, đầu thì quay hướng bắc, đuôi quay hướng tây nam. Thế mà trong dưới cái chân tháp này là dưới cái chân núi này nó có 9 cái giếng, quanh năm nước ăn được. Đấy.
Thế cho nên là sau các cụ có tổ mới đời hậu lê mới nói là Long Đội Sơn nó là dòng đội ngũ. Thì cái bia này nó có hình tượng như thế, dưới chân bia nó có cái dòng nước là sông nước của sông đồng bằng sông Hồng. Thế mà trên bia là có hai con bốn con rồng là đi hành bắt quái. Đấy, thế thì người ta hỏi là tại sao lại các chùa lại có bia rùa và sao lại rồng, bởi vì cái biểu tượng cho cái dòng Thăng Long, cho đất nước thanh bình, cho vươn lên trong cái quá khứ hiện tại vị lai. Thế dòng nhà Nguyễn thì nó là hoa văn, nhưng mà dòng nhà Lý là dòng rắn. Thế cho nên là cái bài tiết của con rồng này rất là đẹp, tự nhiên mà nó lại sinh động, mà nó lại theo cái hình là của chám. Từ dưới nhà bia phải đi thêm vài bậc đá nữa mới tới được tiền đường. Tiền đường của chùa Long Đội Sơn nằm trên đỉnh núi Đội quanh năm gió mát. Ngôi chùa cổ, thấp và cổ kính, được dựng lên chủ yếu bằng gỗ lim. Trong tiền đường có ngôi Tam Bảo thờ Phật. Nếu nói chùa Long Đội Sơn và bia đá Sùng Thiện Diên Linh đã trải qua nhiều cuộc bề dâu thì cũng không phải là sai. Bởi trong gần 1.000 năm tồn tại, quần thể di tích này đã hơn một lần bị tàn phá, thậm chí đã có khi tưởng như biến mất mãi mãi. Theo truyền thuyết, vào khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 11, chùa Long Đội Sơn chỉ là một am nhỏ. Sau đó được vị tổ sư Đàm Cứu Chỉ cho xây dựng và mở rộng quy mô ngôi chùa được khang trang. Đến thế kỷ thứ 12, trên đường Kinh Lý, vua Lý Nhân Tông khi đi qua đây, thấy cảnh sắc núi Đội, mặt trông ra ngoài sông Kinh, gió lặng mặt sông như lụa biếc, lưng quay vào núi Điệp, mưa tan, dáng núi như gấm thêu, mà ngôi chùa lại đổ nát. Cảm trước cảnh sắc của tạo hóa đã cho xây dựng lại ngôi chùa và dựng một tòa bảo tháp lấy tên là Tháp Sùng Thiện Diên Linh. Chùa và tháp tồn tại khoảng 300 năm, đến hết thời Trần, sang thời Lê, chùa đã hoang phế bởi sự phá hoại của giặc Minh, tháp và bia đều bị đổ nát. Đến thời Mạc năm 1551, chùa bị hư hỏng nặng. Vị quan đầu huyện Duy Tiên lúc bấy giờ cùng dân làng các giáp trong thôn Đội Tín, Đội Trung và Đội Lĩnh cùng nhau góp sức dựng lại bia đổ, bắc xà nhà, dựng lại tượng, khiến cho hơn sau 500 năm, một nơi thắng cảnh trong chốn Tùng Lâm lại được mới mẻ. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa bị tiêu thổ kháng chiến. Trong khoảng 10 năm, chùa bị hoang tàn. Những năm 1957-1960, chùa lại được người dân bản địa cho sửa chữa lại và được gìn giữ cho đến tận ngày hôm nay. Trong chùa còn trưng bày nhiều di chỉ khảo cổ của các thời kỳ như kể lại câu chuyện nhiều thăng trầm của ngôi chùa này. Quần thể chùa Long Đội Sơn chính là minh chứng tiêu biểu nhất cho sự trường tồn của đức tin của Phật giáo, bất chấp sự hủy hoại của thời gian và biến động của thời cuộc. Chùa Long Đội Sơn thì có ý nghĩa rất là lớn đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và lịch sử của chùa Đội nói riêng. Từ thời nhà Lý đến giờ truyền bá đến đây, như chúng ta đã biết là Phật giáo thời Lý Trần phát triển rất là mạnh. Và đây cũng là một trong bốn ngôi chùa lớn nhất thời Lý thời bấy giờ, bởi vì là nó là nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long, nó biểu hiện cho cái sự mong cầu của thời nhà Lý đối với quốc gia xã hội ngày bấy giờ. Cho nên là nhà Lý đã cho xây dựng bốn ngôi chùa lớn, thì trong đó ở đây là ngôi chùa phía nam. Ba mươi năm gắn bó cùng chùa Long Đội Sơn, với Thượng tọa Thích Thanh Vũ, đệ tử đời thứ 13 trụ trì chùa Long Đội Sơn, lịch sử của ngôi chùa cổ như một cuốn biên niên ký.
trong không gian u tịch của đỉnh núi Đợi. Trong cái rêu phong của ngôi chùa cổ, vườn tháp rêu phong như đứng lại cùng thời gian để nhìn về lịch sử đã qua của chùa. 12 đời sư trụ trì đã đi qua ngôi chùa này để giữ gìn cho Phật giáo muôn đời. Đến năm 1591, là đầu thế kỷ thứ 16, Cơ Tổ về đây mới tu hành. Thế thì dựng am, dựng cảnh như này tu. Nhưng mà rực rỡ nhất là Tổ thứ 5, là năm 1840-45, Tổ xây 125 gian, và xây dựng linh trường Bắc Kỳ, đào tạo các sư và nuôi dưỡng các sư trong 3 tháng hè, và cũng lại là các sư ở đây đi khắp nơi để là trụ trì các chùa. Cho nên là cái lịch sử ở đây là 500 năm đấy thì là có 10 đời Tổ. Nhưng mà chúng tôi là con cháu là đời thứ 14. Đấy. Thì chùa này thì khi mà từ năm 1591 đến bây giờ 5 năm thì là liên tục các sư. Chẳng như nhiều ngôi chùa nằm ở trung tâm của các thành phố hay thị xã lớn luôn tấp nập người qua lại, chùa Long Đội Sơn vào những ngày thường im ắng và thanh tịnh. Trong ngôi chùa cổ vẫn ngày ngày vang tiếng gõ mõ tụng kinh, dù cho trong chùa chỉ còn một vài sư thầy cai quản. Các sư ở đây thì chủ yếu là tụng kinh, niệm Phật và hành trì Phật Pháp, và hơn nữa là tham gia các hoạt động của xã hội hoặc là công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, những người khó khăn, hoặc là truyền bá Phật Pháp đến với rộng rãi hơn đến với mọi người. Khi nhà chùa về đây đến giờ thì trước kia là chùa vẫn còn hoang sơ rất là nhiều, nhưng mà sau đó là được nhà nước quan tâm và tu bổ xây dựng thì bây giờ chùa rất là khang trang và khách khứa cũng đến rất là đông. Từ khi mà chùa được công nhận di tích lịch sử đặc biệt bây giờ thì là khách khứa đến cũng đông rất là nhiều. Ghé chùa Long Đội Sơn, trong cái u tịch của một vùng rừng núi, lắng nghe tiếng tụng kinh mỗi sớm tối, ta như thể nghe thấy tiếng thì thầm của thời gian như đang kể lại câu chuyện về mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có ngôi chùa cổ trên đỉnh núi Đợi đã đứng vững cùng lịch sử, cùng thời gian.